Dire team ban. Radiant team ban. Dire team ban. Chào mừng các bạn đến với trận đấu thứ hai trong trận chung kết của giải đấu GeForce Esports Extreme Tournament. Giải đấu thực ra thì không phải giải đấu mà là trận đấu này hiện tại đang được thi đấu online tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, địa chỉ là số 12 Trịnh Hoài Đức. Và các bạn có thể tới ngay địa điểm nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức để gặp các caster, các game thủ cũng như là Mỹ Bươm và Huko ở chính nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức này. Và xin nhắc lại là ai có được chiến thắng trong trận chung kết này sẽ có được đó giải thưởng rất lớn, đó là 18 triệu đồng tiền mặt. Và team về thứ nhì sẽ có giải thưởng là 8 triệu đồng. Đội vô địch thì sẽ được tham dự vòng chung kết của Đông Nam Á tại Philippines sẽ đến gặp các bạn Pinoy. Xin giới thiệu lại một lần nữa thì mình là DK, bên cạnh mình là Tomia, và mình sẽ đảm nhiệm phần bình luận của trận đấu này. Hiện tại thì bên phía team NextGen họ đã có cái lượt draft đầu tiên, đấy là Jakiro, lượt pick đầu tiên thì chính xác hơn, họ đã ban đi Spirit Breaker và Lick. Còn bên phía team The Grace, ban đi Alchemist và Nick Assassin. Cũng yên game trước luôn. Visage, không. Game trước thì Visage là thuộc về bên không, phía anh team. Anh nói là ban y hệt thôi. Đúng rồi. Game trước là cả hai team này ban y chang như thế này luôn. Game trước thì là Visage dành cho Rick Gang, còn game này đã đổi về dành cho team The Way rồi. Có vẻ Hero như có vẻ như con Visage này trong meta nó tương đối mạnh và rất nhiều đội ưa dùng. The Grace họ cũng muốn hero này và Next Gen cũng vậy. Quan trọng hơn là Next Gen họ lựa chọn Jakiro lần đầu tiên và The Grace họ quyết định lựa chọn Visage cùng với Night Stalker. Bộ đôi mà có thể nói sẽ có thể củ hành củ lạc mid lane của bên phía team Next Gen rất là dễ dàng. Ok, thực ra về cơ bản thì Visage solo thôi đã là một hero rất khỏe rồi, gần như là không ai ăn được cả. Những game đầu trước chúng ta nhìn thấy là Kuno Pain, anh ấy biết rằng nếu như mà để càng về lâu về dài thì Visage sẽ lại càng có lợi hơn, sẽ lại càng có lợi thế hơn ở cái lane của mình. Cho nên là đã có một tình huống mà Lam rất là khô máu ở thời điểm early game. Cuối cùng thì anh ấy là người phải chết trước. Sau đấy thì cũng có con Visage thì cũng chết tại vì là có đồng đội ra hỗ trợ thôi. Chứ nếu như mà cứ để im thì nó sẽ sống thôi. Nhưng mà cuối cùng thì Quinopane trong một game đấu đó đã có một game đấu thi đấu nó cũng khá là không hiệu quả. Gần như là bị đối phương disable phát thì là chết luôn. Tại vì thực ra game trước thì Next Gen có quá nhiều disable. Cứ bị dính một cái stun bất kỳ hay là một cái X thôi là xác định là đừng đấy là thấy chết rồi. Và như vậy là lượt pick thứ hai của Dire đó sẽ là một con Mirana. Next Gen họ tiếp tục lựa chọn một con Mirana, nhưng không biết có phải là của Đạt hay không. Hãy cùng chờ xem sao. Rồi, và trong trận đấu này thì Next Gen họ đang sở hữu hai hero mà lại tiếp tục có thể hình thành một cái duo lên rất là mạnh, Jakiro và Mirana. Nếu như mà họ tiếp tục lựa chọn một Kunkka lượt thứ ba nữa thì bên phía team Next Gen họ lại đánh y nguyên cái bài lúc trước, đấy là một cái trip lên để bẹp lên của đối thủ. Và hai lên kia của họ chỉ cần giữ lên hòa thôi, họ sẽ stick lại và tấn công tổng lực cho giai đoạn mid game, lấy lợi thế và giành chiến thắng. Đó là cái phương án mà Next Gen sử dụng. The Grey sau quyết định ban đi Felix Void. Game trước Void không cần phải úp lồng quá đẹp. Chỉ cần 1 tới 2 người thôi, trong đó có các key hero, thậm chí là một con support thôi, nếu úp được là cũng ok, chiến thắng có bao luôn. Tại vì những người còn lại sẽ làm việc khác, đó là disable những người có hero. Với một cái X, một cái Torrent, một cái Arrow của Mirana thì cái việc đấy có vẻ như là dễ dàng quá đối với cái đội hình game đấu trước. Với cái draft của game đấu trước dành cho Next Gen. Vẫn đang suy nghĩ lượt ban thứ ba, có lẽ là tôi nghĩ là Next Gen cũng sẽ không cần phải quá đau đầu cho những lượt ban này. Như vậy là ban đi AD, Hour, Devourer. Như vậy họ nghĩ rằng Visage này sẽ không đi mid mà sẽ làm con Hour, Devourer ở vị trí mid lane, thi đấu khu vực trung lộ. Thật ra để mà nói thì The Grace nếu như mà họ lựa chọn một Visage support thì câu chuyện sẽ là
The Grace họ sẽ làm thế nào để có thể đè lên của bên phía team Next Gen đây. Vì sẽ support thì không phải một con hero có thể zone đối phương ra một cách đơn giản được. Nightstalker sẽ di chuyển rộng. Nếu như mà lựa chọn một con Visage support thì họ phải đi công lên chứ họ không nên đi theo kiểu là bảo kê cho sắp đánh con Visage theo một kiểu sắp bảo kê thì rất là sai, tại vì nó là một con hero mà nó muốn phải đánh nhau, nó muốn mình đồng đội phải mất máu hoặc là đối phương phải mất máu để nó có được trạng sau assumption và sau đó sẽ phụt ra để KS. Còn nếu như mà đánh một con support zoning bảo kê lấy một điểm level 1, lấy một điểm vào skill 1 thì nó cũng sẽ không quá hiệu quả ở cái việc harass đâu. Và cái lượng mana phải tốn thì nó không phải là nhiều, Visage không phải là một hero có thể spam mana được quá nhiều. Dire team pick. Như vậy là Grace sau khi ban đi Kunkka và Next Gen ban đi Team Assault thì Grace lựa chọn cho mình một con Disruptor. Vẫn chưa phải một lượt pick để có thể counter bất cứ hero nào bên phía Dire. Disruptor của phía Team The Grace và Visage sẽ đánh co. Nếu như nói là pick Disruptor để counter Miranda thì có vẻ như là không thực sự cần thiết, vì Miranda không phải là một hero mà bắt buộc phải counter mới có thể giết được. Một cái leap của Miranda thôi thì cũng không phải là một cái skill nó quá mạnh để có thể escape được, để có thể chạy trốn được trong những tình huống bị gank. Nhất là khi mà The Grace họ có Nightstalker với bịt mõm dọ mõm tới 5 phút, à xin lỗi bạn 5 giây khi mà game đầu đã bước sang phút thứ tư trở đi. Và nếu nhìn về đội hình của The Grace hiện tại thì có lẽ là sẽ là một con Visage core rồi. Nightstalker và Disruptor sẽ là cặp đôi support. Chứ còn nếu mà đánh Nightstalker core thì nghe có vẻ như là đã rất lâu rồi không có ai làm cái điều này. Ngày xưa khi mà Dota 2 mới ra mắt thôi thì Nightstalker thường xuyên được chơi ở vị trí solo mid. Nhưng mà cái thời đấy thì nó cách đây rất là xa rồi và Dota thời đó cũng khác rất là nhiều. Tức là hero mid sẽ là gank, sẽ là hero được pick để đi gank. Ngoài ra thì cái vòng tuần hoàn ngày đêm nó cũng khác nữa, và ultimate của Nightstalker thì cái cơ chế làm việc nó cũng khác so với bây giờ. Tức là ngày xưa khi mà Nightstalker mở ulti lên thì cái thời gian cái đồng hồ của Dota sẽ khựng lại. Tức là ngày và đêm sẽ dừng im ở đó thôi. Còn bây giờ thì Nightstalker có mở ulti lên thì ngày đêm cái thời gian Dota vẫn cứ chạy tiếp và ngày và đêm vẫn cứ thế tiếp diễn. Tức là ngày xưa khi nào bạn mở ulti lên thì cứ ở trong ban đêm bạn mở ulti thì ban đêm nó sẽ lại càng dài ra. Còn bây giờ thì bạn có mở ulti lên thì đêm nó vẫn chỉ kéo dài được 4 phút như vậy thôi, chứ không dài ra được hơn nữa. Viper The Grace, vâng, tôi đang ngửi thấy mùi của Draranger Last Pick đây rồi. Và liệu rằng Next Gen họ có ban hero này lượt cuối không? Anh nghĩ là ban rồi. Thôi, bên phía Next Gen có Earthshaker, Miranda, Jakiro. Earthshaker khả năng cao là anh support số 4 giống như những con Earthshaker khác thôi. Không có... Không phải là một Earthshaker core đi offlane đúng không? Đúng rồi, không phải một con Earthshaker core đi offlane đâu. Còn để mà nói thì bên phía team Next Gen thì họ sẽ có một cái lượt pick core. Tức nghĩa là một con hero có thể đi mid được với Viper. Theo Tomia thì nó sẽ nên là hero này. Tinker này chưa kịp nói là con gì cả thì lựa chọn dành cho Next Gen đó sẽ là một con Tinker. Tinker đi mid với Viper, nếu như gọi là đi lên thì tôi nghĩ rằng vẫn sẽ là một kèo nó khá là cân đối thôi. Tức là Tinker thì có laser, còn Viper thì có skill 3. Mày laser chọc tao mù mắt thì mày cũng tự mất máu. Và đến lúc nào mà ulti đến lúc nào mà laser mày cũng down thì tao lại lên tao nhổ. Rất là khó chịu, cả hai hero này đều cực kỳ khó chịu khi phải đi lên với nhau. À, khi phải đi lên cùng, và khi mà hai con này đi với nhau thì cũng chưa rõ là con nào khó chịu hơn đâu. Cũng phụ thuộc vào Tinker sẽ build skill như thế nào nữa. Có lẽ sẽ không phải là con Tinker max 1 làm gì cả. Vì sẽ chỉ lên 1 hoặc là 2 điểm thôi. Sau đó thì là sẽ dồn rất là nhiều điểm vào Match Machine để có thể farm rừng và tăng được cái tốc độ lên những item tiếp theo dành cho Tinker. Như vậy là lượt ban cuối cùng của The Grace là một con Venomancer. Còn Next Gen thì sao nhỉ? Nếu như buông Drow ra thì có phải là mạo hiểm quá không khi mà... Thật ra thì nếu mà có Draranger, Viper đi mid rất là mạnh. Visage đánh cọ cũng rất là khỏe. Chưa kể là con Draranger wow. Có thể kết hợp được với cả team của Visage nữa. Quyết định là Ben Sven chứ không phải là Draranger. Vậy liệu The Grace họ có lựa chọn Draranger hay không? Có lẽ rằng cái lượt last pick này của bên phía Next Gen họ sẽ counter Draranger nên họ không cần loại bỏ hero này. Loại làm con spec à? Cái điều này thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là Tinker spec này có vẻ cũng hay. 5 seconds remaining. Nhưng nếu mà như thế thì sẽ là Miranda để offlane.
cùng chờ xem, cùng chờ xem là hero nào sẽ được pick ở đây. Như vậy Nature Prophet dành cho bên phía team Next Gen không phải là một con Spectre mà là con hero khả năng gank global sớm hơn, đó là NP với teleportation có thể gank thì có thể gọi là từ đầu game luôn. Lab của bên phía team Next Gen họ quyết định lựa chọn một Nature Prophet với khả năng gọi đệ TP trên khắp bản đồ, hỗ trợ rất nhiều cho Tinker trong cái khả năng tham gia vào những cái pha tấn công bất ngờ. Và Next Gen thì họ có cả Earthshaker, cả Mirana, Jakiro, Byro có thể di chuyển cùng với nhau để tạo thành một cái tam sắc tử thần đi gank. Tức là cái việc mà con NP nó hỗ trợ Tinker có một cái điểm rất là hay. Tức là thông thường nếu như mà có một con Tinker ấy thì team sẽ không đánh nhau trong rừng. Vì trong đấy không có quá ATP. Đúng. Không cách nào Tinker có thể góp mặt được ngay lập tức trong combat cả. Nhưng bây giờ nhưng thì mà có bây rồi. Giờ có con NP, thế nên nó gọi đệ ra và Tinker TP vào đồng đệ đó. Thế là xong rồi. Giải quyết xong cái vấn đề đánh nhau trong rừng thì làm thế nào để có Tinker? Không đánh nhau trong rừng, pick ngay thần rừng. Logic, rất logic. The Grey họ sẽ phải suy nghĩ. Thật ra cái lượt pick Tinker cũng là một cái lượt pick mà sẽ khiến cho Grey họ sẽ suy nghĩ nhiều hơn về cái lượt pick Draranger nếu như mà họ có làm điều này. Bởi vì nếu như con Tinker này nó xanh, nó lên ở một cái gậy xanh sớm thì cái lab mà con Draranger gây sát thương vật lý thì nó cũng không phải quá mạnh. Phantom Assassin làm cho The Grey. Thực ra thì anh đang nghĩ tới một con hero kiểu như là Spectre giống như game trước ấy. Tại vì là game này thì có hai hero để spec counter, vừa là NP vừa là Tinker, nhưng mà cuối cùng thì lại quyết định là một con PA. Phantom Assassin dành cho Fox đánh ở vị trí safe lane. Kuming anh ta chơi một con Viper ở vị trí mid lane đi cùng với Tinker. Kèo này là một kèo mà tương đối căng thẳng đây, sẽ cần sự hỗ trợ của Night Stalker hoặc là Earthshaker của cả hai bên nếu mà support số 4 để có thể chiếm lợi thế chắc chắn như vậy rồi. Visage đánh off lane trong tay của Arya Stark aka Misha. ZXC cầm Night Stalker support và Secret anh ta chỉ Disruptor. Bên phía Next Gen thì họ có 1414 Nature Prophet offlane. Đạt bé bỏng và tiếp tục sẽ đánh Mirana và nhiều khả năng sẽ làm con Mirana đánh ở khu vực safe lane. Với con NP thì pick thì gần như chỉ đi offlane là chính thôi, hoặc họ có thể đẩy NP xuống solo safe lane, hình thành một cái lane công 3 người với Jakiro, với Earthshaker và Mirana. Để mà nói thì cái việc mà bên phía team Next Gen họ chơi như thế nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chỉ đạo của đội trưởng của họ. Thực sự lineup của họ bây giờ chia lên tương đối dễ dàng, họ có thể chơi theo rất nhiều cách. Ở dưới bot này thì Fox sẽ đi cùng với Night Stalker của ZXC. Fox chơi Phantom Assassin phong cách rất là đơn giản, một cái Pomentium Stack Tango thế thôi. Ra thì đã có thể mua những cái item như Killing Blade, sau đó thì chở Blightstone lên. Hết thời gian smoke rồi, Fox anh ta vẫn đang đứng ở trong khu vực rừng của mình thôi. Có một cái ward được cắm dài với các thành viên của bên phía team Next Gen, và họ hoàn toàn có thể chui vào trong rừng này để hạ sát Fox nếu như họ muốn. 1414 con Nature Prophet đẩy đệ vào luôn. Arras có lẽ là sẽ không đánh nhau ở đây khi mà Mirana đi khá xa rồi. Cùng lắm thì chắc là sẽ là vào cướp run với cả một cái stun của Tài thôi, chứ còn để mà bọn là giành nhau giết người được với cả một con NP lên đệ thì chắc là không. Trừ khi là bây giờ mấy ông The Grace là kiểu đánh nhau khô máu đến chết thì mới thôi. Chắc stun đôi rồi, là Tài anh ta di chuyển vào để đấm Fox bằng Harass thôi. Nhưng mà có sự xuất hiện của Secret đang xét giật ra như thế này thì thôi, chắc là Earthshaker cũng lùi lại, anh cẩn thận thành bò nướng mất. Fox anh ta vẫn đang bị đệ của Nature Prophet truy đuổi, tranh nhau cái rune rất là gắt gao, sử dụng con đệ này phá rune hay không, đã hơi khó, sẽ quyết định điều về luôn. Như vậy là lên này sẽ là lên hai người, gồm sự xuất hiện của Earthshaker và Nature Prophet. Trên top chúng ta có River, River chấm Phan Hồng Ngọc cầm cho mình Jakiro. Sẽ support cho carry của bên phía team Next Gen, đạt bé bỏng một con Mirana style mua đồ rất là quen thuộc, một chút nữa sẽ ép thành sâu ring. Khu vực mid lane cùng trung lộ Kuming 97, chắc là sinh năm 97 đây, đi cùng với cả Different Heaven. Hôm nay thì anh ta để tên là Rich Gang, sở hữu cho mình một cái Noon, hai cái Tango Share. Kèo này là một kèo mà Viper anh ta phần nào có lợi thế trong cái giai đoạn early. Đến mid game thì chưa biết, bởi vì còn sự hỗ trợ của support, Tinker có laser rất là mạnh. Không biết là Tinker trận này thì anh ta sẽ chơi theo đường nào, khả năng cao là sẽ chơi theo phong cách là cộng nhiều điểm ở machine để farm. Tại vì đi mid cùng một con Viper thì dồn dam không bao giờ đủ được, bởi vì Viper có corruption skin. Dồn dam bao giờ thì chết được con Viper đây, chỉ có những tình huống harass như thế này thôi. Viper gọi ngay support của mình ra để hỗ trợ, đó là Night Stalker tiếp tục làm chậm vào bằng những cái hit bắn, nhưng không thể diện được Rich Gang.
ở dưới boss thì Phantom Assassin phần nào sẽ gặp khó khăn khi mà bên phía team Next Gen họ chơi với hai người ở khu vực offlane như thế này. Đây sẽ không phải là một cái hard lane của Next Gen nữa, nó sẽ là một cái hard lane của bên phía team The Grace. Trên top thì Arya Stark, Misa chơi một con Visage, hướng đến cho mình có lẽ là một cái ring Basilus để regen mana, rồi là hỗ trợ hơn cho anh ta trong việc mà tăng thêm một chút giáp trụ, bởi con hero này lúc đầu thì không có giáp rất là ít, phải cần cả Grave Keeper Cloak nhiều điểm cộng với cả thêm những item như Medallion hay là một cái ring của Basilus anh ta mới có thể trụ lên vững được, nếu không đối phương có thể gank bất kỳ lúc nào, nếu không Nature Prophet có thể TP lên stun một người của Secret. Secret thì chắc là anh ta sẽ lùi về một cách an toàn thôi. Secret cầm sẵn cả một cái TP để hỗ trợ backup cho đồng đội với cái dự vòng của mình. Trên này thì Tài đi cùng với cả Nature Prophet làm rất là tốt công việc của mình. Hiện tại thì Nature Prophet vẫn đang farm ổn ở khu vực offlane, không thua kém quá nhiều so với safe lane của đối phương và đã TP rồi. Với lại này anh TP về nhà để regen, mua một cái Overnorm. TP về nhà regen rồi lại dùng teleportation để lên farm tiếp thôi. Rất là tiết kiệm thời gian tới từ Nature's Prophet. Và cái lượng tiền anh mới tiêu thì cũng không phải là quá nhiều, một chiếc TP bây giờ thì cũng khá là rẻ thôi. Rồi, trên thì này thì... Thực ra thì tôi cũng nghĩ là ông này có thể chết được trừ khi là trúng arrow thôi. Nhưng mà đạt thì anh ấy cũng bỏ qua, kệ đi mình farm thì đã. Đạt rồi. Không arrow đâu mà, thế thì thôi. Không cộng arrow luôn. lừa. Tưởng pha đấy lại dương cung lớn bắn chim điêu bay lượn, nhưng con chim này thì nó cũng tương đối là già cỗi rồi. Pull ngang ra luôn nhưng mà pull không thành công. Một pha mà River chấm Phan Hùng Học sẽ từ hỗ trợ này, tài hỗ trợ cho tài cho stun xong rồi, rất hay. Chết không, đạt bé bỏng đang leap tới một leap xuống rồi Starstorm chính xác sẽ như thế thôi. Cứ tưởng là Starstorm trượt, không chết nhưng mà đơn giản là không đủ đam thôi. Hai điểm vào Grave Keeper Cloak không phá được đủ layer để có thể dồn đam pha vừa rồi. Kuming ở mid lane thì có lượng máu rất thấp nhưng Rich Gang thì cũng sở hữu tình trạng tương tự, và Night Stalker thì lại cứ dình ở khu vực mid thôi, thế nên là Different Heaven anh ta cũng không dám bơi lên quá cao, cứ đứng thế này thôi. Chứ bình thường con Tinker như này mà vẫn còn hai điểm laser là lao lên một dí laser vào đầu Viper đuổi nó về luôn đấy. Pause game à. Dưới boss thì Secret vẫn đang level 3, chưa lấy một điểm Glimpse nào, chắc là cộng một điểm 1, một điểm 3 sau đó thì mắc Glimpse rồi. Disruptor thì thường sẽ chơi như vậy, thường sẽ như thế thôi, cùng lắm thì Disruptor lên thêm một điểm nữa vào skill 1. Tuy nhiên thì nó cũng họa hoàn lắm thôi, thông thường thì sẽ là thật ra lên một điểm nữa thì cái tác dụng duy nhất là phá Raindrop. Phá Raindrop nữa thôi chứ còn không thì chẳng giải quyết vấn đề gì. TP ra của Secret ra khu vực mid lane thì như ngửi thấy cái mùi gì đó nguy hiểm ở khu vực mid lane, TP ra ngay, hoặc là muốn chơi Tinker, đang dồn người Tinker rồi, đặt vào chính xác rồi, đặt Tinker vẫn còn là rè, và... Match Machine rất đau, nhưng có lẽ Tinker vẫn chết. Sẽ phải chết Tinker thôi. Tinker chết, không thể sống được với Viper. 2 điểm Corrosive Skin, 1 điểm và Poison Attack và Nether Toxin. Rồi, mạng đầu tiên của trận đấu thuộc về các thành viên bên phía team The Grace, vẫn khai trương bảng tỷ số. Sau 4 phút thi đấu thì cuối cùng đã có người phải ngã xuống. Và đây là thời điểm màn đêm, chúng ta sẽ cùng theo dõi Night Stalker làm gì đây rồi. Giết gà, đuổi không chim, không được. Tình huống mà đuổi chim bắt bướm mà không thành công. Và ZXC anh ta sẽ muốn lên cho mình một cái giày face. Đã sở hữu Blightstone rồi, mua rất sớm. Dưới này thì một cái ring Basilus dành cho Phantom Assassin, và phong cách sẽ là lên Battle Fury. Tại sao lại là một chiếc Battle Fury nhỉ? Back to basic đây rồi, sẽ quay trở lại phong cách cổ điển, phong cách cơ bản. Tức là anh ấy sẽ chú trọng việc farm hơn là cái việc để đánh nhau giết người. Old school Phantom Assassin. Không biết là liệu trận đấu này thì cái phong cách đấy nó có hợp lý không? Thật ra trận này lên Battle Fury ấy, thì có một cái tác dụng, đấy là counter lại cái chói của con phu. Có rất nhiều cũng trận đấu một, mà. Cũng là một lý do. Có nhưng rất nhưng nhiều mà, nhưng mà thực ra PA thì lại không phải là một hero quá sợ cái skill đấy. Đúng chính xác, nhưng mà nhiều những cái trường hợp mà đang đuổi con phu nó tự chói mình lại ấy, thế là mất sai, không blink vào bên trong được, lên một cái chặt cây lao thẳng vào chém thôi. Đó, thế nên là Phantom Assassin thì lên cái món đồ này, cái lý giải duy nhất trong cái meta hiện tại đấy chính là counter lại Nature Prophet. Clear đệ của phu rất nhanh, nếu phu lấy Talon cộng tăng thêm đệ okay, thì, có lẽ thì là... sẽ có một cái Battle Fury luôn. Có lẽ là tất cả mọi thứ thì đều phụ thuộc, đều chú gọi là focus vào cái con hero đấy thôi, chứ còn từ từ đã có TP lên top rồi, chặn được là không quá tranh công nhưng vẫn còn được chói cây. Vé đầu thì không thể chừa được trong tình huống mà đối phương không đi đâu được cả như vậy. Rồi, và Tài anh ta có một pha một chày nấu giả cây và lấy luôn mạng của Arya Stark aka Misha. Misha đi offlane trong 2 trận
thì tôi vẫn chưa thấy được cái ảnh hưởng của anh ta lên trận đấu. Trận trước thì đánh cũng còn Beastmaster thì cũng không hiệu quả, trận này thì đánh Visage thực sự đang farm không được xanh mà lại còn vừa phải hứng chịu một cái đợt gank tới 4 người của đối phương. TP ra của Disruptor trông giống là chết một đôi, trông giống là chết một đôi, có đuổi được Secret hay không? Vẫn đang dí vào, tốc độ chạy rất cao, được bonus bởi Leaf nhưng có Glimpse và Tài thì không còn mana để thực hiện một pha Fisher nữa. Fisher cũng đang cooldown. Rồi giết luôn ZXC ở trong khu vực bên trong và double kill dành cho Đạt Bé Bỏng. Cái trụ này có lẽ là phần thưởng dành cho Next Gen sau khi họ đã lấy được mạng của hai thành viên đối phương, trong đó có một offlane và một support số 4. Có cả xe, có cả đệ phu như thế này thì hơi khó cả. Hồi sinh rất nhanh, chuyển ra lên, họ muốn giết Đạt Bé Bỏng rồi. Đạt chắc chết Đạt, không? Đạt có lead. Còn không có lead rồi. Một crit thẳng vào mông của con hổ và chàng hổ cũng như là con hổ của mình đều phải lên bảng điểm số rồi. Cú Minh thì ở mid lane, ở khu trung lộ, anh ta sở hữu cho mình được một cái bình máu to. Cái Magic Wand, một chạc thôi, không có nhiều chạc lắm. Tinker này anh ta đứng rất xa để sử dụng skill và cầm thêm cho mình một cái Ring Aquila và một cái giày, giày thường, một Viper này. Chút nữa chắc là nó sẽ lên giày gỗ, tăng cái tốc độ tấn công lên. Có lẽ sẽ là giày gỗ cho Lance thôi, lối lên đồ khá là cơ bản của Viper. Hoặc có thể là một chiếc hút nếu như cảm thấy rằng đối phương nhiều đam phép quá. Và game này thì nó cũng nhiều thật. Rồi, di chuyển smoke ra mid. Thôi chết Mage Gang rồi. Dọa mõm vào không? Có cần dọa mõm không? Không cần rồi. 4 đánh 1. Thực ra là không, cũng què. Không có dọa mõm để mà dùng. Thôi. Không có rồi, level 3. Anh nghĩ là nếu mà có thì dùng thì cũng được cho đỡ mất máu. Pha vừa rồi một pha giết người nó rất là đơn giản của bên phía team The Grace với màn đêm của Night Stalker. Smoke gank và Tinker là đối tượng bị nhóm vào thôi. Còn đấy thì cũng không thể nào mà trách Tinker được vì đối phương smoke gank mà. Nhất là khi mà bên phía The Grace thì họ cũng chẳng có cái ward nào của mid cả. Misha anh ta quyết định di chuyển xuống khu vực safe lane và 1414 cùng với Tài đang sẵn sàng cho một tình huống đam trụ chăng. Không rồi, nhìn thấy Secret và Tài, anh ta stun Secret lại. Lại quay trở về thời điểm ban ngày rồi, chói được Secret, cố gắng ăn mạng với giày face và Open Arm. Sẽ giết được Secret, Tài đang bị đuổi vào, Tài liệu có chết hay không? Trong khi đó Phantom Assassin đã bớ được vào người của 1414 chết luôn. Night Stalker đâu rồi, đang cố gắng đuổi theo Tài. Liệu có giết được Tài hay không? Tài vẫn đang juking, cắn Soaring lên, chất stun vào. Nhưng chắc chắn không dám tiếp cận đâu, không thể lộ mặt ra được. Với cái lượng máu nó rơi vào tầm hai chữ số như này thì thôi. Chỉ một skill thôi là anh ấy chết rồi. Tuy nhiên Tài chúc kinh rất hay. Tài cũng có tình huống thi đấu cực kỳ tài tình. Còn khu vực mid lane thì Viper lên một cái clock. Isama confirm thế chỉ kiểu gì cũng lên là cầm một cái clock đấy thôi. Một cái clock như vậy thôi sẽ lên cho mình một cái power chip trước, tăng thêm một chút xíu cái lượng đam, cái lượng phòng thủ trước, cái lượng đam phép thôi. Thử xem bây giờ đang là chống được bao nhiêu phần trăm đam phép rồi nhỉ? 4 điểm cơ mà. Trời ơi. 52% magic resistance. Anti-mage, phiên bản tay dài. Secret thì hiện tại đang có level 5. Sắp sửa đến phút thứ 10 thì chắc chắn ông này sẽ mua một quyển vô tự thiên thư, cắn vào lên level 6, lấy được một cái Static Storm, chơi bời thoải mái luôn. Phantom Assassin dưới này thì đã mua được cho mình một cái Void Stone. Thực ra đây không phải là một con hero farm quá nhanh. Và có được cái lượng network lên tới 4100 thì chúng ta có thể thấy được cái tài năng của Fox. Anh ta đã có 2 mạng, 60 last hit sau 9 phút thi đấu. Đánh rất là tốt, level 8, di chuyển hợp lý. Có một khởi đầu tốt thì chẳng lý do gì mà lại không lên Battle Fury để tăng thêm tốc độ farm của mình cả. Rồi, di chuyển xuống boss, họ muốn lấy mạng. Rồi, chết không đây, chặt cây ra và sẽ có Glimpse. Nếu như anh ta TP về, không cần luôn. Một Void vào Castle TP và dao găm đoạt mạng. Đang tiếp tục đuổi hay không đây? Không rồi. Fox quyết định là dừng lại. River và Đạt Bé Bỏng đã có mặt rồi. River hiện tại đang có level 4, chưa có level 5. Lấy mắc 1-3 luôn. ZXC bị lộ vision rồi. Sẽ là chật stun vào. Không thể nào chạy được vì không có lối nào để chạy nữa cả. Đạt Bé Bỏng sẽ là rất là từ từ để ăn mạng thôi. Thả Starstorm ra. Thậm chí còn lấy được thêm cả một chàng lên. Viper xuất hiện rồi, Cú Minh đang cố gắng nhổ Đạt Bé Bỏng. Trong khi đó thì Đạt Bé Bỏng sau khi anh ta có double kill, anh ta còn rất thấp máu, anh ta lùi đấy không? Bo xác tuyệt vời luôn. Tôi hình dung lại cái viễn cảnh ngày xưa khi các player họ chơi đi đây. Đạt Bé Bỏng đang di chuyển ra nhưng ta bị kẹt. Và Fox hình như biết Đạt Bé Bỏng trong này lộ diện rồi và Đạt Bé Bỏng sẽ chết thôi. Fox cầm cả rune double damage. Và mạng rất đơn giản, không thể dễ dàng hơn cho carry của The Grace. Next Gen trong pha vừa rồi họ dive vào sâu, họ lấy được hai mạng nhưng các thành viên của bên phía team The Grace họ lại giết được carry của đối phương.
suy cho cùng thì đó cũng là một tình huống đổi hòa 6 đều. Nó tình huống rồi thì đó là cái tình huống mà chắc chắn là Fox biết rằng đối phương ở đó ở đây. Ở Mid thì River đã phải bỏ mạng lại rồi. Đó là một đi canh cực kỳ cơ bản tới thành viên của team The Grace. River chậm phát hồng gọc lại một lần nữa lên mảng điểm số rồi 0-1-4. Thực ra đây là lần đầu tiên mà nói thế người ta lại mắng như bây giờ rồi. Fox bị stun vào. Arrow là không chính xác vì bây giờ thì mới trói cây nhưng vẫn là đủ đam để burst chết thôi. Miranda với mắc điểm vào Star Storm rồi. Trong trận đấu này thì đạt bé bỏng lại không lên sâu ring. Anh ta quyết định lên cái ring Aquila và sẽ đóng thẳng Dragonlance. Một trận trước thì lên cái sâu ring sau đó là Lincoln. Nói chung hai trận thì chơi theo hai phong cách khác nhau. Secret thì hiện tại đã có level 6, có Static Storm rồi. Đồng đội ở đây mới chỉ có Night Stalker thì chưa thể đủ sát thương dồn vào, đang có một cái TP xuống. Đó là Viper. Rồi, River chấm phân ngùng học. Đây thì chắc là lần 2 lên bảng rồi. Lần 2 lên bảng rồi. Chắc chắn là sẽ đi, tốc sẽ, chạy sẽ bảng 230 thì chạy đi đâu chứ lại. Hãy nhìn xem Night Stalker đánh rất là cẩn thận, giữ Void tới cuối cùng để chắc chắn rằng đối phương không TP về trước mặt 2, còn Hero không invisible này được. Tuy nhiên thì thực ra lúc đấy thì cooldown đang TP đang cooldown nên là có dùng luôn thì nó vẫn chết thôi. Nói chung thì các pro player thì họ rất là cẩn thận trong những tình huống bắt người mà chắc chắn chết như thế. Chỉ cần họ xử lý tốt thôi thì không có lý do gì mà đối phương có thể chạy thoát được cả. Như vậy là trụ The Boss thì cũng đã bị deny mất rồi. Bây giờ thì không còn gì ở dưới đó nữa cả. Toàn bộ thành viên của The Grace họ đã di chuyển đến nơi khác. Visage anh ta sẽ muốn hướng đến cho mình cái road of Aetos style quen thuộc thôi. TP lên top, nhìn thấy Tinker rồi. Đang là thời điểm màn đêm, ZXC không còn nhiều máu nữa. Giết Tinker hay không đây? Chắc chắn là không giết được TP. Hunter in the Night đã sử dụng mất rồi, không có cách nào để lấy được Vision xuyên cây nữa cả. Tinker thoát chết trong tình huống vừa rồi. Miranda đã có cho mình về Dragon Land rồi, lượng net worth của team của Miranda đang khá là cao. Dire's middle tower has fallen. Giờ này thì Secret anh ta đang phải phòng thủ một cái trụ của hai. Giết đệ cây rất khó với một con Disruptor, một support mà không có kỹ năng một điểm diện rộng gì cả. Skill 1 thì kỹ năng gây sát thương diện rộng gì cả ngoài cái Static Storm dùng vào Crit thì trông giống ăn vả quá. Thì xong rồi, giết được Misha với Echo Slam. Cái Echo Slam rất là có vẻ quyết đoán, là, quyết có vẻ đoán là của không, tài. Không quá cần thiết theo như tôi đánh giá khi mà có tới 5 hero của bên phía Next Gen ở đó thì không Echo, tôi nghĩ rằng Vicen vẫn sẽ phải chết. Secret anh ta lộ vị trí rồi. Fisher ra và double kill cho Đạt bé bỏng. Đạt bé bỏng cầm con Miranda thi đấu cực kỳ hiệu quả. 7-2-1 KDA tuyệt vời. Vị trí carry, một vị trí mà chúng ta vẫn thường xuyên có khái niệm là sẽ bám lên farm lấy những món item to và sau đó thì vác 1 tỷ đồ ra giai đoạn late game, một cái tấn trang bị ra để chơi lại với đối phương. Nhưng không, Đạt bé bỏng say no với phong cách đó. Người ta chờ muốn carry cực kỳ năng động, xuất hiện ở mọi điểm nóng và đã có cho mình tới 7 mạng. Cái lý do thì chắc là cũng đơn giản thôi, tại vì đội hình của bên phía Next Gen họ pick một Tinker vì chỉ đi mid và Tinker sẽ là hero cần rất nhiều lượng farm. Thế nên là đó, khi có một thằng farm rồi thì ông ô còn lại thì cũng phải hy sinh lượng farm ấy thôi. Mình đi farm người vậy. Phantom Assassin, Battle Fury sẽ có trong khoảng độ 2 đến 3 phút nữa. Nếu anh ta tiếp tục chăm chỉ, đã có 400 tiền, chỉ còn thiếu mảnh ghép cuối cùng, đó là một cái kiếm một cái hai thôi. Ông Misha thì sau khi anh ta có được cho mình cái Blightstone rồi đang cái đánh nhau và Weaver lại một lần nữa bị focus lại, nả được ulti ra khá đẹp. Tuy nhiên tôi không nghĩ có cách nào Weaver có thể sống được tình huống này cả. Weaver lên bảng điểm số của mình là người ăn mạng. Quay trở lại với Arya Stark aka Misha. Tuy nhiên anh thì vẫn chưa hoàn thành xong sẽ mình. Chết ở một cái nơi khác rồi. Thì riêng bởi Tinker. Đây, anh ta đã chết ở khu vực này pha vừa rồi. ZXC quyết định là di chuyển qua cây để tìm kiếm đối phương. Nhưng mà Tinker đi về rất mở nhanh. Cả dust lên luôn. Nhạy cảm. Nhưng mà hơi xịt. Nhưng mà Nature Prophet thì anh ta đã có cho mình một cái trống quá. Không một ai có Shadow Blade cả. Và tình huống vừa rồi thì Ultimate của Miranda cũng chưa cooldown xong. Có lẽ là The Grey thì họ cũng không nhận thấy là ultimate của Miranda quá quan trọng đến việc mà cần phải nốt cái thời gian tham minh lại chính xác tới từng giây một như vậy. Visage thì anh ta sẽ lên, anh ta không lên mề đay nữa, anh ta quyết định lên một cái vẫn sẽ lên mề đay nhưng mà lên một cái bracer trước. Cũng chưa rõ như thế nào, tại sao lại mua một cái bracer nhỉ? Có lẽ là thấy là mình hơi mỏng, đâm ra là mua một cái bracer để tăng thêm một chút xíu lượng máu thôi. Bracer cũng cung cấp khá là nhiều máu cho
Thật ra pha vừa rồi nếu như mà tách cái ring Basilisk ra xong rồi ép vào với cả cái Blightstone cộng với cả một cái chainmail. Cái chainmail thì gần như bằng tiền với cả Bracer thì là xong một cái medai rồi, nhưng ta đây là anh ta không lên rồi. Khả năng cao là anh ta không lên. Vẫn để cho goodbye, không hiểu là có định lên thật hay không hay là bỏ hay là như thế nào đây. Thực ra tôi không nghĩ là một con Visage, có một con Visage nào mà lại không lên medai. Thật sự là như thế, vì đây là một cái item nó quá là hoàn hảo cho con hero này. Có cả giáp hỗ trợ cho việc mà anh ta rất là mỏng. Cái lượng giáp cơ bản của anh ta chỉ có 2, level 9 thôi. Xong lại có cả mana regen, có cả trừ giáp đối phương trong những cái tình huống tấn công với đệ Battle Fury dành cho Phantom Assassin. Nên con hero này mỗi lần lên Battle Fury sẽ có một cái câu thoại: Battle Fury, you are mine. Nó là có một chút siêu giật lag rồi và chúng ta sẽ cùng chờ đợi các thành viên của cả hai team họ reconnect trở lại. Chắc là lên Battle Fury xong sẽ lên BKB thẳng trận này để đánh với cả Tinker, Shaker cộng với Jakiro. Không thì vào combat đối phương nó sẽ khiến cho bất tỉnh luôn. Thì người ta vẫn đang disconnect mà ok go rồi. Lên Fury và BKB. Đấy là cái lối build mà có thể gọi là nó cũ kỹ như kiểu trái đất rồi. Từ cái thời mà bắt đầu người ta mới bắt đầu chơi Dota thôi thì còn PA người ta đều build như vậy. Rồi. Viper Isama style, Hood of Defense. Rất sợ cái lượng sát thương của đối phương, sát thương phép thuật đối phương. Magic 57%. 57%, bật cái này lên chống tiêu được hơn 300 đa phép nữa. Chơi thôi. Ra cứ lao ra làm bia đỡ đạn để con PA nó tìm mục tiêu. Trận này chơi một con Viper theo hướng semi tanker. PA sẽ phải tìm mục tiêu bằng tìm con Fu hoặc là con Tinker này thì là đẹp nhất. Nếu mà tìm được Tinker sau khi có BKB, bật BKB lao vào khi Tinker một crit chết luôn. Chắc chắn rồi, chắc chắn là nếu như cái đối tượng mà PA muốn giết nhất sẽ là con Tinker. Các trận này nếu mà Tinker anh ta lên được một cái gậy xanh. Wow, Tinker bỏ Blink lên thẳng gậy xanh luôn. Lên thẳng gậy xanh để counter lại đối phương, counter lại sát thương vật lý của đối phương. Chưa kể là việc anh ta sẽ có thêm rất là nhiều stat. Ta bỏ Blink đi thì cái lối chơi của con Tinker này nó sẽ không phải là đi giết người nữa. Nó sẽ chỉ là đi farm thôi. Farm cực kỳ an toàn, không dâng cao luôn. Đúng rồi, vì nếu như có Blink Dagger thì Tinker mới dám Blink bố láo ở trong cây để farm ở những nơi rất là nguy hiểm. Chứ còn nếu như không có Blink mà bây giờ ông lại bỏ TP ra xong đứng luôn ở cái chỗ một đống quái đấy và thả Mesh ra thì nghe nó hơi buồn cười. Thật sự là như thế. Rồi ra XC lại quay trở lại Visage. Để xem nào, ông này bây giờ có một cái Rode Atos để counter lại Miranda một chút với cái lead này. Smart money. Giữ chân lại để cho bên phía team team The Grace họ rất ít những cái kỹ năng để giữ chân đối phương, nên là phải lên một cái Rode Atos sớm. Có lẽ phải rush thẳng rồi bỏ qua medai thì cũng là một lựa chọn hợp lý. Có thể sẽ để cho con này nó lên Night Stalker lên medai cũng được, không cần thiết lắm. Em nghĩ là cái trận đấu này thì rất cần những cái món đồ hoặc là những cái kỹ năng giữ chân để cho con Phantom Assassin để vào combat nó còn chém được. Phantom Assassin như vậy là anh ta vẫn chưa quyết định là để quick buy của mình là món đồ gì cả. Có lẽ là muốn thuận theo tình huống để có thể lên đồ hợp lý hơn. À, như vậy là cuối cùng vẫn mua medai. Nó đúng như dự đoán của tôi thôi. Đã để medai ở trong quick buy này thì chắc là phải mua chứ, chả lẽ để quick buy cho vui thì cũng hơi buồn cười. Lại còn mất công giữ thêm cả control ship để bấm bấm thêm đồ mới vào nữa, chứ không phải là đặt nguyên một cái Rode Vetos ở trong đó và bỏ hết tất cả những cái item khác trước đó đã bể vào đi. Tinker còn thiếu 1.400 tiền nữa sẽ có hệ xanh rồi. 1.400 tiền của một Tinker thì chắc là khoảng 2 phút rưỡi tới 3 phút farm mà thôi. Blink Dagger dành cho Earthshaker. Thật ra thì bây giờ nói thật thì về khoảng trống mà bên phía team Next Gen họ tạo ra, em nghĩ là chưa đủ cho con Tinker hoàn thành vệ xanh khoảng 2-3 phút nữa. Căn bản vì đạt cái bỏng cũng đang đi farm. Rồi là... Nói anh lại, 1.900 này farm nhanh lắm, thề luôn. Đạt cái bỏng cũng đang đi farm. Rồi là offlane hoặc là Nature Prophet thì cũng đang du hành ở khu vực nào đó. Nature Prophet sẽ quyết định lên thẳng cái Orchid.
sau trống và một cái chơi phase. Đây là cái style quen thuộc thôi, các player trên thế giới họ hay chơi vậy. Arya Stark, Misha, anh ta bị giữ chân lại rồi, gọi cây ra nhưng Tinker, Tinker đã thoát khỏi được một cái Static Storm bằng một cái cách nào vậy? Có lẽ là một pha Glimpse của Disruptor. Chính xác như vậy rồi, đó là một pha sử dụng Glimpse khá là không chính xác của Disruptor. Và Disruptor đã đi về, bỏ lại Arya Stark nằm xuống. Một pha mà có thể nói là bên phía team Next Gen họ rất may mắn khi mà Tinker không bị giữ chân trong Static Storm. Ông này bị đuổi vào với lượng máu thấp quá, thế là cuống, bung hết tất cả những kỹ năng còn ra và vô hình chung lại cứu thoát từ Tinker trong mạng vừa rồi. Đạt bé bỏng thì anh ta có Dragon Lance và anh ta sẽ hướng đến cái búa xét lựa chơi Mirana, build theo hướng là gây sát thương vật lý. Ta lần đầu tiên thì lấy 8 AG hợp lý thôi, thì lấy 30 attack speed cộng thêm cả 50 dam ở level 20 nữa. Secret quyết định đặt một cái vòng ra và để cho các thành viên của đối phương không đuổi theo mình nữa. Swift comes the season. PA vẫn đang rất là quan trọng vào cái việc farm thôi, không đi đánh nhau một chút xíu nữa cả. Có lẽ là đang mang một cái tầm gì đó ra rồi. Hood of Defiance. Sao mấy ông này đánh giống y thế? Các player chuyên nghiệp thì họ suy nghĩ giống nhau thì phải. Có lẽ là họ muốn lên một cái item mà vừa có regen, vừa có khả năng kháng phép, vừa có thể để có thể giúp cho con PA này nó ra vào combat hơn. Tốt hơn, quan trọng là nó rẻ. Quan trọng là nó rất rẻ. Một cái hút bây giờ thì nó chỉ rơi vào khoảng 1.700 tiền thôi. Thế nên là con Phantom Assassin thì với Battle Fury farm 1.700 tiền mất độ khoảng 4-5 phút. Lên thêm 1.700 tiền trong 4 phút em ơi, 500 GPM là chậm rồi. Thật mà, có Fury mà farm chỉ 3 phút thôi. Rồi và bây giờ là lúc mà các thành viên bên phía team Next Gen họ quyết định là đẩy vào khu vực trụ 2 ở mid lane. Không một ai của bên phía team The Grace họ có ý đồ di chuyển ra để phòng ngự cả. Họ muốn ăn một cái trụ 1 trên top của đối phương. Như vậy là với những con đệ phu như thế này đẩy liên tiếp vào Tinker thì nó sẽ bay xuống. Thì liệu rằng cái trụ này nó có bị hạ gục hay không? Hai support của bên phía team The Grace họ đang chia nhau ra. Một người thì đi cùng với hai co. Shadow được mở lên rồi. Chặt tên dồn đam rồi. Vincent cũng chết. ZXC là người nằm xuống, một pha lao ra để câu hết kỹ năng còn lại của đối phương. Cú mình vẫn đang cố gắng nhổ và Rich Gang có mạng Secret ở một vị trí khác với tên lửa. Rồi, Phantom Assassin di chuyển ra, crit hay không? Đây, Fizao đã crit rồi. Đóng cây lại, tiếp tục là giữ chân Phantom Assassin. Không có BKB, không thể làm gì hơn. Đạt bé bỏng có cho mình dominating trong tình huống vừa rồi. Và Fox anh ta không thể dứt điểm được mạng của Nature Prophet. Đáng lẽ ra Fox đã có thể giết được NP nếu như anh ấy cứ đánh thôi. Nhưng mà không hiểu sao cứ đánh giật lại, đơn giản là bị miss, bị lỡ mất một hit. Và thực tế đấy là một tình huống mà kể cả là có giết NP tôi cũng không nghĩ là đáng, vì chắc chắn là PA phải chết rồi vì blink vào đấy thì lấy gì để chạy ra đâu. Tinker rồi có nghệ xanh rồi, có thể là chọc mù mắt hết tất cả đồng đội, đối phương nữa. Echo Slam ở dưới low ground của Tài giết được hai người rồi, không có support nữa, và Viper cũng đã phải lên bảng điểm số. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là lên một lên dành cho Next Gen thôi, khi họ còn đầy nguyên cả 5 người, còn rất nhiều máu, còn cả trống mở lên để đập nhà nữa với NP, với một con Jakiro vì đẩy nhà nó quá là dễ dàng. Tinker sẽ bật TP lên đây. Như vậy là Tinker cũng đã có Blink Dagger rồi, TP lên và thậm chí là lùi về luôn, không cần ăn nốt cái Range Strikes nữa, vì thích ăn lúc nào thì là ăn thôi, thế là được rồi. Trận này thì Next Gen họ lại tiếp tục Deadbolt thành công đối phương. 22 phút lại ăn thêm, lại ăn được một Rex. Out of my way. Radiant are scanning. Radiant's top shrine is under attack. Game này thì PA cũng giàu hơn so với cả Spike game trước khá, nhưng mà vẫn chưa đủ, thực sự là vẫn chưa đủ. Với lượng disable và với một Tinker đã có nghệ xanh rồi thì ngần này đồ PA là không hoàn toàn không thể chơi được. Thật ra là nhẽ không lên cái hút này là gần đủ tiền BKB rồi đấy. Không chết thêm quả kia nào khi là xong BKB rồi đấy, là quánh nhất rồi đấy. Thật ra đi farm không mà lên cái hút này thì tôi không thấy hợp lý lắm. Anh ta muốn đánh nhau nhưng mà thật ra anh ta nhận ra một điều là cái hút không giúp cho anh ta đánh nhau được. Thế là tự nhiên mất 1.700 tiền rất là phí phạm. Vấn đề của cái hút này là gì? Là trong game này thì bên phía Next Gen họ có rất nhiều đam phép, nhưng Jakiro, Shaker, Nature Prophet, nhưng mà họ lại có cả
họ lại có cả kỹ năng khống chế nữa. Quan trọng Phantom Assassin nó không phải là một hero mà sợ đam phép bằng sợ kỹ năng khống chế, quan trọng là vào combat nó phải được chém nữa. Thế là cái lý do vì sao chơi con này bao giờ trong competitive người ta cũng phải lên BKB là như vậy. Nếu không thì con hero này mà blink vào mà không được chém như cái tình huống vừa rồi là thôi, thành mấy cục thịt luôn. Và bây giờ thì làm thế nào để đánh nhau nhỉ? Tinker gậy xanh rồi. BKB là... thôi, chỉ có BKB thôi. Tức là 100% đam phép, à 100% đam vật lý của bên phía này, The Grace là sẽ không có tác dụng nữa. Vì cái AOE để mà bounce cái laser của Tinker là vô cùng lớn. Mà Tinker lại có cả Riam, thế nên là câu chuyện nó vẫn cứ là Phantom Assassin này phải có BKB này, Viper phải có BKB. Thế thôi thì mới chơi được. Phantom Assassin phải tìm mục tiêu, nó phải tìm thật là kỹ, tìm một con Tinker phát bật BKB là và chỉ biết là con Tinker cái thì đội hình của bên phía team Next Gen sẽ phần nào đó bị đẩy lùi thôi. Và cái việc mà để tìm một Tinker thì có lẽ là sẽ phụ thuộc rất nhiều các support mà thôi. Night Stalker sẽ phải lựa chọn vị trí hợp lý dù luôn có kit để farm. Để cái Goku down à. Đâu, à dùng cái Goku down để nó khỏi sơ tăng. Để nó khỏi tăng thống đệ của mình. Hôm nay lên scout rồi. Có vẻ như là chưa nhìn thấy nhau thì phải. Thực ra thì tình huống này là một tình huống mà chắc chắn là Night Stalker không thể chết được. Vì là kể cả có chói vào thì ông ấy cũng đứng ngưng im TP thôi. NP không bao giờ đủ down để mà giết được một hero 1200 máu và rất là nhiều giáp ở cái thời điểm 24 khi mà anh chỉ không có kit kiểu như thế này. Bây giờ có Tinker TP lên cũng không kịp. Cái này không kịp. Rồi, Misha. Tạm biệt anh nhé. Anh chắc chết thôi. Tôi không nghĩ là cựa quậy được. Cứ quậy được nhưng mà vẫn sẽ phải à, chết. Kìa. Alo này chết rồi. Nhưng Nature Prophet anh ta TP về thành công. Wow, Disruptor tung một cái bộ combo ra thì không mới được ngài. Tinker lại có mang của Disruptor rồi. Cú mình đang cố gắng rút đam vào người của Rich Gang. Cuối cùng thì Tinker cũng đã chết, nhưng các thành viên của bên phía team Next Gen họ đang quay trở lại. Chẳng River anh ta đã bị hạ gục nhưng Đạt bé bỏng đã có mặt bắn tương đối đau với bùa set của mình, đang bị áp sát bởi Fox nhưng cuối cùng đã dứt điểm được. Đạt đang TP về. Đạt TP không thành công rồi. Bị hai con chim của VZ gì. Và bây giờ thì NP anh đang bị dồn vào có stun cũng như là chói cây và NP sẽ lùi được về thôi. Tình huống tình huống mà Phantom Assassin anh ấy có thể lựa chọn hoặc là mình lao vào đánh nhau với cả NP hoặc là mình lao vào đánh nhau với cả Miranda, và cuối cùng anh lựa chọn một con hero mà anh nghĩ là đáng giá hơn, đó là Miranda. Pha vừa rồi là một pha mà đáng nhẽ các thành viên của bên phía team The Grey họ có thể làm tốt hơn, nhưng không sao, như vậy là quá tốt rồi khi mà họ đã giết được Miranda này, Tinker này, một pha mà Disruptor anh ta ra là NP combo cũng chết. Một pha Disruptor combo ra vào người của Tinker, nhưng mà Tinker có vẻ như quá nhanh tay khi mà vừa xuất hiện cái blink đi mất. Đó là một pha mà sử dụng blink dagger tuyệt vời của Tinker. Disruptor anh ta đặt một cái static storm cùng với cái kinetic field ở đây để ngăn cản việc con Tinker TP xuống. Tinker vừa TP xuống cái blink đi luôn. Thế là thôi. Trong một cái tình huống mà nó rất là buồn cười. Rồi Earthshaker đã có tàng hình. Thôi xong, ZXC chết chặt. Bốc hơi quá nhanh với lượng burst dam cực kỳ nhiều của Next Gen. Next Gen bây giờ công tác đi gank của họ sẽ là như thế này. Còn Earthshaker sẽ sử dụng Shadow Blade đi tìm mục tiêu, Nature Prophet và Tinker sẽ TP xuống. Nếu như mà mục tiêu đó ở một vị trí thuận lợi cho bên phía team Next Gen có thể hạ sát. Và cuối cùng thì cái việc mà PA lên cho mình cái Fury rất sớm thì bây giờ đã phát huy được hiệu quả rồi. Mất một lên ở phút thứ 22 thì cái việc có Fury đẩy lên mid này lên nó sẽ cực kỳ là giá trị dành cho The Grace. Check qua một chút về trang bị của cả hai bên sau khoảng 25 phút, 26 phút thi đấu rồi. Bên phía team The Grace họ đã có BKB trên người Phantom Assassin. Đây là một trong những item mà cực kỳ quan trọng. Kuming thì anh ta sắp sửa hoàn thành Hurricane Pipe, có một cái Pipe nữa rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực trung lộ khi tôi nhận thấy có một cái smoke được sử dụng bởi các thành viên The Grace. Night Stalker lao lên, dí vào người của Miranda. Miranda bật BKB, di chuyển ra được. The River anh ta cũng đã lùi về an toàn. Mất một cái smoke không làm gì được đối phương rồi. Và bây giờ là lúc mà các thành viên của The Grace họ bắt buộc phải rút thôi. Phantom Assassin, 1400 tiền. Basher có lẽ là item anh ta hướng đến. Vừa rồi thì Miranda cũng đã phải mở cái ulti cũng như là BKB lên. Thì tình huống đánh nhau tiếp theo Miranda sẽ không thể có BKB được. Phán đoán đối phương lùi về và anh ta chặt stun nhưng mà không chính xác. Bắt được River. River hơi nhanh quá. River có Fox mở BKB lên rồi. 1-4-1-4 chỉ cần cái TP Fox của anh ta BKB rồi. BKB lên nhưng không làm gì được với cái BKB này cả. Ý hệt như Miranda, cả hai hero mở BKB lên đều không làm được bất cứ một động thái gì có bát hết. Tuy nhiên
Tình huống bây giờ là tình huống một con phu chỉ cần một cái TP của nó thôi đã khiến cho Secret ném tất cả những gì có thể ra Static Storm, Gnatic Fail. Và 1414 vẫn hạ gục được Secret. Bây giờ là lúc mà thành viên của bên phía team The Grace họ sẽ thi đấu mà không có Static Storm. Invisibility. Tuy nhiên có lẽ Next Gen sẽ không quá vội vàng trong game đấu này. Họ vẫn có thể từ từ, vẫn có thể chơi tiếp được một cách bình tĩnh thôi. Đã có một lên, đã có một Rex ở phút 22 rồi. Thì ở phút 28 chúng ta cứ bình từ từ. Khi nào mà có lợi thế hẳn đã thì mới lên high ground. Còn nếu không... Secret Echo. Thôi xong, chết luôn cả ZXC. Ông này lên đồi đứng đi thôi. Gặp con Tinker thì tôi toát rồi. Nó có Riam, nó blink liên tục mà bạn ơi. Sao toát. Vâng, hai support chết một cách không thể tức tưởi hơn. Và các thành viên của bên phía team Next Gen bây giờ họ không ngần ngại mà lên high ground thôi. Vừa nói là họ sẽ phải có một lợi thế lớn. Không lên high ground thì lợi thế lớn quá. Không còn support lấy đâu, disable đánh nhau. PA bây giờ sẽ bị cai như một cái diều trong combat thôi. Nếu như mà dám lao vào, có pause game rồi. Lag quá. Trận này Secret anh ta có vẻ như là chọn vị trí không được tốt lắm. Thật ra thì cũng khó, bởi vì một con Disruptor 960 máu rồi hai giáp như này thì có Nature Prophet mà đánh hay thì thôi. Chọn vị trí đi đâu, tại vì con hero đấy là một trong những con mà nó có thể áp sát vào người. Bay ra sau, nó có thể áp sát vào người Disruptor một cách quá dễ dàng, nên trận đấu này chúng ta không thể trách Secret được. Có lẽ là bây giờ có trách thì hãy trách cái việc mà laning phase của bên phía team The Grace họ không được ổn như cái ý đồ họ muốn. Anh nghĩ là bây giờ ấy, PA cứ nên là đứng cạnh con Disruptor thôi, xong rồi Disruptor cầm một cái dust, bao giờ mà full bay ra thì là mở dust lên xong rồi cho PA giết. Còn mình sống được hay không thì tính sau ấy. Tài vẫn chơi rất hay trận đấu này. Support số 4 toàn diện. Pause game rồi và cố gắng sửa vấn đề đường truyền. Đây là cơ hội, game đấu này là cơ hội cuối cùng của bên team The Grace tại GXT và họ sẽ cố gắng hết sức thôi, sẽ phải disconnect hết ra, connect vào cho nó mượt mà các thứ đi và gồng nốt pha combat cuối cùng này. Đây là một trong những combat bản lề, nó sẽ là cuối cùng nếu như mà Next Gen chiến thắng, còn nó sẽ là một cái combat chưa cuối cùng nếu như mà Grace họ có thể tiễn các thành viên của Next Gen lên bảng. 14.000 network chênh lệch rồi, tức là chúng ta có thể nhìn thấy cái lượng network của một hero cao nhất trong game đấu này là 14.000, đồng nghĩa với cái việc là bây giờ bên phía Next Gen họ đang có hơn một con hero. có thể hiểu là kiểu như vậy. Bây giờ thì các player họ vẫn chưa sửa xong vấn đề đường truyền thì phải. Và Next Gen thì... Ở đây rồi. Go. Không hết loss. Rồi lao lên. Phantom Assassin anh ta chọn ai đây? Mở dust lên nhưng bị đóng băng rồi. Chưa bật BKB. Tiếp tục bị làm choáng. Đạn bé bỏng sẽ mất Aegis. Đạn bé bỏng mất Aegis rồi. Và các thành viên của bên phía team Next Gen họ quay lại để cứu Đạt hay không? Ai đó cứu Đạt đi. Đạt bị glimpse lại nhưng hết kỹ năng khống chế. Phantom Assassin quyết định chưa sử dụng BKB, anh ta sử dụng mất rồi. Và các thành viên của bên phía team The Grace họ lại quyết định pause game lại. Có vẻ như là quá lag khiến cho PA không thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra trong combat, cho nên là anh không kịp mở BKB lên khi bị đối phương disable. Và đến lúc mà mở lên thì đối phương lại mất Aegis mất rồi. Tốn khá là nhiều thời gian và PA cũng lại không làm gì được trong thiếu mở BKB vừa rồi. Giữ chân được Tinker lại nhưng với một đàn Machine như này thì đánh khó quá. Lửa của Jakiro tung ra và Secret trông rất giống lại toác. Jakiro anh ta tự lock mình lên. Night Stalker bị kẹt ở phía ngoài nhưng Next Gen họ chưa dám mạo hiểm lao vào bởi vì họ biết rằng bên trong nhà của thành viên The Grace vẫn còn Phantom Assassin sẵn sàng lao ra. Dao găm, pha đó mà Creep thì trông giống là con này quác quá. Glimpse về, nhưng để làm gì đây? Creep đang tràn cục mid lên. The seeds of fortune. Nó đặt bé bỏng cùng với River. Quyết định là lùi lại rồi. Một cái roll bounty dành cho River.
không có Kinegis nữa, Next Gen họ cũng sẽ lại đánh rất là bình tĩnh thôi. Khi mà Myanna, có thể chúng ta có thể nhìn thấy là Myanna chết khá là dễ dàng luôn, chứ không phải là một hero quá cứng. Dù là có BKB, thật ra thì hôm vừa rồi anh không mở BKB lên trước khi chết. Nhưng mà nếu như đã bị PA Blink vào người rồi thì có mở BKB lên hay không, nó cũng sẽ không thay đổi quá nhiều đâu. River này thật ra không giàu lắm nhỉ, đánh support số 5 team thắng như này nhưng mà có một cái lốc ở dày máu ấy. Sắp 5 thì phải chịu em ơi. Tại vì cũng không KS được, 2 năm 11 mà. Bình thường đánh con nào mà KS được mà team như này thì chắc là phải có thêm một đồ đấy rồi. Fog chẳng hạn hoặc là Glimmer Cape. Ở trên này trông rất giống, có một ông lại toát. À, Night Stalker tìm được Tinker, nhưng mà Night Stalker tại không sao biết là ai tìm được ai tại đâu. Tại sao lại sờ vào người một con cơ của đối phương, láo nháo pháo là định ăn xe thế là thôi. Một laser vào mồm. Một tình huống xử lý thực sự là không có ý nghĩa gì cả, tôi được dễ XC tại vì là không có đồng đội ở đấy. Nếu như bảo là anh solo kill Tinker thì là không thể rồi. Rõ ràng là không thể rồi. Bây giờ mình cancel TP đúng không? Nghe thì hay đấy, cancel TP của một con đối phương nhưng nó lại có Tinker. Con này nó lại là TP chùa. nó lại có Ream, cancel xong rồi nó lại đứng im cho là sao 5 giây đi nó chạy một tí. Tốn đấy thì đây không, người ta tính như thế này sẽ là tốn 50 mana để cancel một cái dây bay 75 mana và một lần Ream. 110 ạ, đâu rồi? Cái bên cạnh chứ em, đấy là Silence mà. Đây rồi, 110, chỉ nhầm 110 nha, mất 75 mana cộng thêm một lần Ream là 300 mana nữa. Thế là lãi rồi, nhưng mà bỏ mạng lại. Thế là hơi lỗ, làm kinh tế hơi lỗ. Myanna sau khi có được BKB, Dragon Lance, búa set và một chiếc giày face. Bây giờ anh sẽ lên thẳng MKB để counter. Chắc chắn là để counter lại cái miss của Phantom Assassin thôi. Không có lý do gì khác mà để cho con hổ phải lên một cái bê sớm như thế này cả. Thôi, Arya Stark thì anh ta đã lên cái gì đây rồi? Solar Crest. Và sẽ hướng đến tiếp tục là một cái pipe nữa. Chỉ một con Tinker thôi. Mà bên phía team The Grace họ phải trang bị rất nhiều pipe. Một cái pipe trên người của Viper. PA chắc là cũng sắm pipe đến nơi à? Không, PA thôi, PA lên hút thôi. Vừa BKB và pipe lấy đâu đang đánh nhau. Lên thêm một cái Ascadi. Thật ra món đồ này thì nó cũng không hỗ trợ quá nhiều với sát thương, mà quan trọng là cho PA thêm start chi hơn trong combat, cũng như là có khả năng đánh slow đối phương nữa. Mở scan tới Radiant, nhìn biết rằng có đối phương ở đây rồi, mở Dust lên mở Dust lên, nhìn thấy Shakiro thôi xong. Ông này xấu số ở lại rồi, tự lock lên thì chắc cũng toác thôi. Blink vào hai chém F hay là Fox đã có được mạng của River chấm Phan Hồng Ngọc. Và các thành viên của bên phía team The Grace họ phần nào giải tỏa được cái sức ép. Roshan không biết đã sắp sửa ra chưa? Một chút nữa Roshan ra thì nó mới là quan trọng. Khoan, Echo đã này. Echo không giết đâu, không giết đâu. Không có một người thôi, nếu mà quả đấy bao đứng cạnh nhau ôm nhau để phá một đường cạnh Ward thì là Echo rồi đấy. Rồi, có một cái Hood of Defiance cộng thêm một cái BKB, dồn đao không đủ được mất BKB nên nó chém cho thì thôi. Đúng thành món chả bò luôn. PA với một cái Battle Fury vẫn đang giữ lên Ward cực kỳ tốt. 17.400 bằng với cả một Tinker có thể gọi là farm free toàn map. Tuy nhiên ngoại trừ PA ra thì các hero còn lại của bên phía The Grace khá nghèo. Viper với 12.000, Visage với 8.200 dầu, thậm chí còn không dầu bằng một con support số 4 của đối phương, đó là Earthshaker luôn. Phantom Assassin trận này khổ quá. Silver Edge của Nature Prophet chuẩn bị là Silver Edge nhá, xong rồi Blackthorn, xong MKB. MKB của Đạt luôn. Xong rồi con Earthshaker thì nó dùng skill 2 này cũng không miss. The prize is mine. Khổ thật. Nó pick một con PA nhưng mà không snowball được, nó là như thế đấy. Thật ra cái lựa chọn Battle Fury nó rất là hay, nhưng vấn đề là bên phía team The Grace họ không thể làm cách nào để cho 4 hero còn lại có thể stick lại được và chiến thắng những cái pha giao tranh với cả Next Gen. Tại vì Next Gen họ cơ động quá, họ có Tinker, họ có Nature Prophet, họ biến những tình huống mà bắt người, ví dụ như là 3 đánh 2 của bên phía team The Grace lại thành 4x3 cho họ cơ. Thế nên là việc mà Fox này anh ta trốn đi farm vô hình chung lại tạo thêm áp lực cho bên phía team The Grace. 2 game rồi, game trước đánh con Spectre cũng phải trốn đi farm, game này đánh Phantom Assassin với cái lối build là Battle Fury để đánh một cái giai đoạn late game nó ngọt ngào thì có vẻ như không ngọt ngào cho lắm, bởi vì giai đoạn early 4 người của bên phía team The Grace họ không thể nào mà gồng gánh được. Khó. Tuy nhiên thì
mới chỉ ở phút thứ 35 thôi, họ mới chỉ mất một lên ở mid, có một con PA Fury thì farm đem nhà là hoàn toàn ổn thôi, đẩy lên sẽ rất là nhanh. Nếu Phantom Assassin lựa chọn lối chơi là một cái Battlefield Rift, xin lỗi các bạn, một cái Desolator trong trận đấu này thì có lẽ áp lực mà các thành viên The Grey họ tạo nên kiểu stick lại với nhau nó sẽ lớn hơn. Lên thẳng với mình cái Scary rồi, anh ấy không để tiền buyback nữa luôn, vì bây giờ mà buyback thì chắc là sẽ không bao giờ có đồ cả. Đặt bé bỏng chuẩn bị vác một cái MKB ra nơi rồi này. Thực ra trận này nói gì. Bên phía team The Grey họ gặp một vấn đề là lab của họ là lab Snowball. Không có quá nhiều kỹ năng khống chế đối phương để đánh những tình huống có bắt tổng to. Nên là việc họ không Snowball được bây giờ khiến họ phòng thủ rất là khó. Phantom Assassin này mà hết BKB trong combat ấy, bị cai cho đến chết luôn. Thật. Không có gì giữ chân đối phương đủ lâu cả. Rồi lao lên Echo Slam vào zoom tên tiếp tục nhồi đam. Và liệu Phantom Assassin có chết hack lại rồi, laser được tung ra. Không kịp bật cả BKB luôn. ZXC cũng lên bảng đếm số killing spree dành cho Rich Gang. Và anh ta có thêm một mạng nữa, double kill với mạng của Secret đứng gần đó. Và ba người của bên phía team The Grace còn lên bảng đếm số. Next Gen họ tiến vào trụ bot, xin lỗi bạn, tiến vào trụ top. Stun chính xác vào Cú Minh và Tài cũng đã áp sát lửa của Jakiro tung ra. Cú Minh mặc dù rất cứng cũng có thể sống sót được. Và BKB của đàn bé bỏng giúp anh ta kết liễu mạng của solo mid đối phương. Buyback của Cú Minh ra mang ý nghĩa không nhiều. Không có PA thì thực sự là không thể có damage đánh nhau với đội hình của Next Gen được. Ăn được thêm của một lane nữa rồi. Vega Creep có lẽ cũng sẽ không cách quá xa. 44 giây nếu muốn thì bây giờ Next Gen họ có thể support được mà. Cái mà cần phải nói thì đấy là Next Gen họ tính toán quá tốt. Chúng ta thấy một pha bắt người mà cực kỳ quyết đoán, giết được Phantom Assassin nhưng anh ta không kịp làm bất kỳ điều gì, người ta gọi đấy là chết chày đấy. Và sau đó tiện đường công tác, Creep lên top. Tình cờ có hack rồi. Creep ở trên lên top đang đẩy sâu vào, thế là thôi, ăn luôn thêm được một Rex nữa. Timing Roshan là chính thật xác là ăn được cả hai Rex nữa luôn rồi. Như vậy là chờ hơi lâu rồi thì mở Smoke rồi mở Moonlight Shadow lên, di chuyển vào khu vực có work đối phương. Ê, nhìn thấy ông này không? Không nhìn thấy rồi, nhưng Secret ở đâu đó anh ta lại chết rồi. Nature Prophet đang phải lùi ra khi lượng máu còn thấp. Secret anh ta đã chết cùng với Cú Minh, cũng bị hạ sát ngay lập tức, stun được vào người của Visage. Và Visage có lẽ sẽ chết chẳng. Visage anh ta lùi được về rất sâu, nhưng cái trụ này thì liệu có giữ được không khi mà Viper đã đài bay. Chuyện quái quỷ dưới đây, đạn bắn xa thế. Có lẽ là anh không nghĩ là giữ được đâu. Rồi, stun một người của Arya Stark, bật BKB lên, lao thẳng vào đạn đáy bỏ của Dominating Zone, đạn một người của ZXC. Fox anh ta giết được Tài, nhưng bây giờ lại có Ghost trên người của 1414. Disruptor di chuyển ra tung combo, nhưng Fox anh ta không thể sống sót. Rich Gang đang đứng trong combo của Secret nhưng không có sát thương dồn vào. Và Mega Kill thuộc về Rich Gang. Đạn bé bỏng đang bị dồn đam, nhưng Tinker bây giờ là Perma Hack rồi. Chắc là sẽ chết Fox rồi. Fox anh ta không thể trở lại dạng người luôn. Chết ở trong dạng thú. Ông này thì câu được Tinker bơi vào tận trong khu vực Fountain. Hạ sát hai mạng luôn nhưng mà vẫn có GG rồi. Và đến lúc chúng ta sẽ phải chúc mừng Next Gen. Họ là nhà vô địch của GXT. Và họ sẽ 18 triệu đồng cùng với cơ hội đi Philippines thi đấu với các team trong khu vực. Next Gen nói gì nói, họ vẫn đang giữ vững được vị trí số 1 Việt Nam. Thực sự họ vẫn là team thi đấu hay hơn trong game đấu này, trong cả kèo bò ba này. Khi mà